làm chủ bởi các bài thi kệ quán chiếu để giúp cho hành giả nhiếp chánh niệm vào trong từng động tác vận động của mình. Cho nên cái bước đi đứng nằm ngồi của những vị xuất gia thể hiện ra sự thư thái và thanh thoát là nhờ cái chánh niệm thông qua các bài thi kệ. Ta thử thực tập quán tưởng đôi dép, chiếc áo, cái quần và mọi thứ trong cuộc đời, ví dụ cái nồi, cái chảo, lửa, rồi cái bếp, cái chô, cái chậu, cái cáo, hầu như là không có gì không có chức năng và không có gì là không thể tạo ra chúng ta một đối tượng quán chiếu để đưa mình về đạo, sống với chất liệu đạo ở trong đời. Cái đó được thiền tông Việt Nam gọi là ở đời vui đạo. Dữ liệu là cuộc đời, nhưng biết quán tưởng đó thì niềm hạnh phúc đó là với đạo. Còn ở đời mà vui đời tức là sự đắm nhiễm. Bản chất của đôi dép tạo ra sự gắn bó liên hệ đến hai phương diện rất quan trọng, đó là nghĩa vụ và quyền lệ. Nghĩa vụ của chúng là gì? Chẳng rời nửa bước, hai bước đi, bước trước, bước sau. Mà nếu ta đo cái đường huyền của những bước đi này, nó không rời quá một thước tay. Dầu cho người tay cao 2 mét đi nhanh đi nữa, thì khoảng cách của đôi dép này cũng khoảng trong đường kính là 8 tấc mà thôi. Và nó đều đều với nhau. Cứ như thế nó tạo ra cái đích điểm cuối cùng mà con người cần phải đến. Đối với đời sống tại gia thì ta thấy là tình vợ nghĩa chồng, nếu được quan niệm như là một đôi dép đó, thì ta thấy là cái quyền lệ và nghĩa vụ của hai bên được xem là bình đẳng với nhau. Chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó. Chứ hôm nào hoặc là cứ vài bữa một lần, ông chồng đi đâu, vợ muốn đi theo, chồng đưa lý do, đây là chuyện cá nhân, em không thể theo anh được, thì ta biết có thể có vấn đề đấy. Hoặc là vợ đi đâu mà hỏi thì không nêu lý do, chồng muốn đi theo để phụ, để nâng, để đỡ, để đưa, để rước, để đón, mà bà không cho đi theo thì ta biết cũng hơi có vấn đề đấy. Ngoài trừ là sự hờn giỏi để làm cho tình yêu nó khăng khít thôi. Sự tách rời nửa bước bằng cái tâm thức đó giữa hai bên đó, nó sẽ làm cho tình cảm nó bớt đi sự mặn nồng. Sau một thời gian chung sống, những người nam bắt đầu có những thói quen mới, tức là luôn cố trụ ở quán nhụ, rồi hay là quán bia ôm, nghiện cái không gian tấp nập ồn ào với bạn bè, và cảm giác là về nhà thấy mỏi mệt. Thay vì dành thời gian cho vợ cho con đó, thì họ dành thời gian cho riêng họ. Mà mỗi một chầu nhậu như vậy vài 3 triệu là chuyện rất là thường. Ở nhà vợ con đó mèo đó móc đó, thì hãy có lúc chẳng quan tâm. Cái tình trạng rời thường xuyên như thế đó là tạo ra vấn đề. Như vậy trong cái khổ thời đầu đó, nếu ta dùng con mắt quán chiếu của nhà Phật thì ta sẽ có một tấm gương để soi lại chính mình, xem người nam đã chăm sóc vợ mình chu đáo chưa, người nữ đã chăm sóc chồng của mình đó có đủ ý nghĩa chưa, có khắng khít. Có lúc thì lên thảm nhung, khi thì xuống trên cát bụi cùng nhau. Khổ thì khổ cùng, vui đó thì chia đồng hưởng điều. Điều đó nó tạo ra sự gắn bó. Khổ thơ thứ hai: cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức đời người chà đạp, dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Khổ này
với bốn câu nhằm minh họa một cách rõ hơn là cái sự sánh đồng hành như nó như thế nào. Chứ nhất ta thấy cái tính đồng hành đây được hiểu như là bình đẳng. Bình đẳng đó là cùng bước, là cùng đi. Nếu mà chiếc dép sau khi sử dụng một thời gian từ vài ba tháng trở lên, độ mòn của nó là cùng mòn, chứ không phải chiếc trái mòn trước, chiếc phải mòn sau. Ngoài trừ người nào có cái chiều cao khập khiễng ở chân trái và chân phải thì phải làm thêm một cái lớp đệm vào để cho độ dày ở bên đây nó cao hơn, tạo ra sự thăng bằng trong lúc đi. Còn đại đa số các tình huống á, sử dụng thời gian là độ mòn nó ngang nhau. Nhờ ngang nhau như thế cho nên nó không có kẻ thấp người cao, không có chân cao chân thấp. Cái vai của người và cái chỗ đứng của người đó tạo ra sự giao kết với cái góc 90 độ thì người đó sức khỏe được đảm bảo. Còn người nào có thói quen gánh vật ở một bên vai trái hay là một bên vai phải đó, thì về lâu về dài đó, ta thấy là cái độ mòn của chiếc dép đó, nó sẽ mòn nhiều hơn ở bên độ gánh, và cái lưng chúng ta cũng sẽ bị cong về phía một bên, dẫn đến những tình trạng là đau nhức xương khớp hay là gù lưng hay là cụp xương sống về sau này. Còn nhẹ hơn đó là thoát vị đĩa đệm, đau nhức và sự hành hạ đó làm cho chúng ta mất hết niềm vui. Cũng tương tự như thế, nếu ta phân tích về cái tình vợ nghĩa chồng, lúc nào cũng có sự chia sẻ và gánh vác một cách khăng khít với nhau về vai trò, về trách nhiệm ngang bằng. Người chồng không đổ lỗi cho vợ để mắng, để nhiếc, để bạo hành, mà ngược lại thương yêu người vợ, chăm sóc bởi vì người vợ mỏi mệt thôi và gánh vác rất nhiều thứ trong gia đình, ngoài công việc ở công sở, về mọi thứ còn lại đều một tay của người vợ lo. Cái giá trị chịu đựng và chia sẻ của đôi dép là nằm ở chỗ đó, là nó trở thành cái vật lót để cho toàn thể cái sức mạnh với một cái trọng lượng và chiều cao của một con người nào đó đè lên và đi trên nó, gần như là một ngày đến cả mười mấy tiếng mà không hề có một lời than tiếng thở về sự nặng nhọc, về những công việc mà nó làm. Đời sống vợ chồng mà nếu cứ mỗi lần mà ta gánh vác một cái gì đó có phần là trội hơn người còn lại, rồi sau đó ta than thở, ta trách cứ đó, thì sự gánh vác kia đôi lúc nó tạo ra sự căng thẳng, mỏi mệt lắm cho cả hai. Bản thân mình á, mình cảm thấy mình bất hạnh nhiều hơn, chuyện trong nhà có một mình tôi lo, còn ổng gì đó mà vô tư, chẳng có trách nhiệm gì hết. Hoặc là ông chồng nào ổng lo từ A đến Z, mà vợ ở nhà chỉ có trang sức, không làm gì hết. Cả hai tình huống đó đều tạo ra sự khập khiễng, một bên cao, bên thấp. Cho nên lo thì phải cùng lo, hưởng thì cùng hưởng. Tính cách hy sinh của đôi dép là nằm ở chỗ là nó nâng cả trọng lực của một con người. Và đời sống của vợ và chồng cũng phải hy sinh ở chỗ là tạo ra cái đế, cái nền cho con cháu, cho gia tộc. Nhiều người cha người mẹ không chỉ lo cho con ăn phận rồi đó, còn lo và chăm sóc cho con, cho cháu, hầu như là suốt cuộc đời không có lúc nào rảnh rỗi. Đó là một nỗ lực mang tính cách là cộng nghiệp, tạo ra tính giá trị và lợi ích cho cả đôi. Nếu ta nhìn từ cái nhìn duyên khởi thì mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó đều tương thuộc lẫn nhau. Không có vật gì, người nào có thể tồn tại một cách độc lập, một cách lâu dài. Và qua hình ảnh của đôi dép ta thấy rõ điều đó hơn. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Một chiếc bị mất thì chủ nhân lập tức sẽ quẳng luôn chiếc còn lại, đi mua đôi dép mới thôi. Do đó muốn đời sống hạnh phúc của ta có một cách lâu dài,
thì ta phải biết bảo hộ hạnh phúc của người bạn đường của ta.